Việc học tập và làm theo Bác không phải là những việc xa xôi, khó thực hiện, mà trước hết xuất phát từ chính những điều bình dị nhất trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại hội nghị sơ kết biểu dương khen thưởng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Trong những năm qua, việc thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại nhiều kết quả quan trọng thiết thực, xuất hiện nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở, đơn vị trong học tập và làm theo Bác, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị của địa phương. Vì học tập và làm theo Bác không là cái gì cao siêu cả, mà đó là những thứ gần gũi nhất, từ những cái việc mà mình lên kế hoạch hàng ngày cho đến mình thực hiện hoàn thành được những kế hoạch đó. Cùng với đó là phát huy cái tinh thần đoàn kết, chỉ có đoàn kết và ý thức tập thể thì chúng ta mới hoàn thành được nhiệm vụ của mình thôi, và chúng ta mới hoàn thành được nhiệm vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao cho thế hệ trẻ ngày hôm nay, là có thể đưa đất nước chúng ta trở thành cường quốc, có thể đưa đất nước chúng ta sánh vai với bè bạn Nam Châu hay không. Thì tôi nghĩ là nó bắt đầu từ những việc đơn giản và nhẹ nhàng nhất trong mỗi ngày. Trong những năm gần đây, chúng tôi tiếp tục duy trì là các mô hình hoạt động của các ngành, rồi ở riêng ban tuyên giáo thì phát động cho các xã là mỗi một tháng, mỗi một đơn vị sẽ có một cái bài viết giới thiệu về một cái gương tiêu biểu trên các lĩnh vực, đăng trên các diễn đàn tuyên truyền trên mạng xã hội của huyện, và đồng thời là tổ chức các sinh hoạt của các chi bộ qua cái nội dung sinh hoạt chuyên đề của hàng năm sẽ thảo luận về liên hệ thực tế với ở đơn vị của mình. Năm 2024 này, Ban Thường vụ của huyện ủy Dương Minh Châu đã ban hành một cái kế hoạch để tổ chức cái cuộc thi trực tuyến về các nội dung liên quan đến chuyên đề của năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục học tập và làm theo Bác bằng hành động, việc làm cụ thể, sát thực tiễn, đồng thời thực hiện có trọng tâm, trọng điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chuyên đề toàn khóa cũng như chuyên đề năm 2024 gắn với triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới trong toàn đảng bộ tỉnh. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chọn những nội dung cụ thể, hoạt động thiết thực và có cách làm thí điểm, chọn đơn vị thí điểm, chi bộ thí điểm để triển khai thực hiện, sau đó lan tỏa chia sẻ cách làm hay trong quá trình tổ chức thực hiện trong toàn đảng bộ. Mỗi ngày mỗi người làm một việc tốt, nhiều người sẽ làm được nhiều việc tốt. Nhiều người làm được việc tốt thì sẽ góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thấm nhuận lời dạy của Bác, việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dẫn đến khó, từ thấp dẫn đến cao. Từ những thành quả đạt được, các cấp các ngành, mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực, cùng các cấp ủy đảng chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, chung sức xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.